Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Clip lần này xin mời quý vị và các bạn cùng Bà Hồng Audio chúng ta khui thùng cặp loa monitor audio Silver 500 7G. Đây là mẫu loa vừa mới ra mắt của thương hiệu monitor audio đến từ Anh Quốc. Và thương hiệu này thì có một bề dày lịch sử rất là lâu đời, chuyên sản xuất những cặp loa có cái tính trung thực cao, rõ nét, sắc nét, chi tiết và đều dài. Đó, cái tên của thương hiệu này đã cho chúng ta một cái cách hình dung tổng quan về cái chất âm của những dòng loa này rồi đúng không ạ? Monitor được biết đến là một trong những cái ngôn ngữ để miêu tả cho cái sự phản chiếu, tức là một cái gì đó chính xác để chúng ta kiểm tra những cái thứ khác. Hiểu nôm na là như vậy. Ví dụ như là loa monitor thì thường là để kiểm tra chất lượng của bài hát này, để xem nó có chuẩn mực hay không. Nếu như phát ra những cái dòng loa monitor mà nó hay thì sang tất cả những dòng loa khác nó sẽ đều hay. Đó là những cái dòng loa để kiểm âm. Thì thương hiệu monitor cũng vậy, cái mục tiêu mà họ hướng tới là sản xuất ra những cái cặp loa có độ chính xác cao, độ rõ nét, độ chi tiết, độ chuẩn mực trong âm thanh, và đặc biệt là với mức giá thành hợp lý để phục vụ đại đa số người chơi. Monitor audio chuyên phát triển những dòng loa cây thế hệ mới với những công nghệ của họ luôn được tìm tòi và phát triển rất là nhanh và nhiều để đáp ứng cái nhu cầu chơi nhạc hiện nay. Đó, và cặp loa hôm nay thì là cặp loa cao cấp nhất trong series 7, tức là họ đã phát triển qua 7 thế hệ rồi, Silver 7G, tức là dòng loa Silver thế hệ thứ 7. Và cặp monitor audio Silver 500 7G là cái cặp người anh cả, cặp loa lớn nhất, hay nhất, gấu nhất trong cái thương hiệu monitor này. Đó, và cái cặp loa này thì đang được niêm yết với mức giá là 41 triệu đồng. Và cái cặp này là cặp lớn nhất trong cái dòng series 7G thôi. Thưa quý vị các bạn, họ còn có nhiều cái chất lượng linh kiện tốt cũng như là những công nghệ mới nhất được áp dụng cho cái mẫu loa này. Đó, và được nhập khẩu chính hãng bởi công ty Anh Duy. Bên em là đại lý phân phối các dòng sản phẩm monitor audio chính thức tại Việt Nam cho Anh Duy Audio. Và bên em luôn có nhiều những cái mức chiết khấu kèm thêm những cái món quà tặng hấp dẫn đó, liên tục được gửi tới quý vị bạn. Nên anh em nào yêu cái dòng loa cây này thì liên hệ trực tiếp với Bá Hồng Audio theo số điện thoại 0978 263 263. Đảm bảo là anh em nghe sẽ ưng và không làm anh em thất vọng. Với tầm tiền khoảng trên dưới 40 triệu thì đây sẽ là một mẫu loa nói chung là rất là hay và hợp lý. Ngay cả những cái dòng loa khác có tầm tiền đó chúng ta có thể nghe, so sánh và cạnh tranh trực tiếp thì sẽ thấy là monitor audio có những ưu điểm riêng biệt của nó. Và cái mức giá bên em chiết khấu chỉ còn hơn 30 triệu thôi, cho nên anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên em sẽ báo cái giá chiết khấu tốt nhất thị trường. Bây giờ xin mời mọi người cùng Báo Hồng Audio chúng ta khui thùng ra và để nghe cũng như là cảm nhận âm thanh của cặp loa này.